Rồi ai lụm cái recon ghê vậy? Đây. Tắt chấm bớt đi anh. Có cái hầm nữa kìa, có đó có cái hầm. Hầm nó Chết mở rồi, rồi. hầm nó mở rồi. À đây đây đây. Bắn đi. Đau một nè. Đau hai nè. Em đau rồi, đau hai rồi. What the fuck my team? Oh god. Trời em đau hai rồi anh em mà. I'm sorry, I'm sorry. Nó bắn mình anh không à. Nó bắn em mà, nó bắn em mất giáp rồi nè. Nó chạy lên kìa, chạy lên kìa, bên kia trên cầu kìa. Biết rồi. Nó chạy lên đường cầu kìa. No no no, not not my team, it's me. My bad. Oh god. À, bây giờ chạy trái bên đây được không ta? Chạy qua khu nhà này đi, chạy qua khu nhà này đi. Chạy qua đây đi anh. Oh my god. Thanks bro. Đừng ai giết tôi ha. Ui, ghê quá nhỉ anh. Em có hầm giáp nha mọi người. Anh nãy anh tự nhiên tiếng cũng lượm hầm giáp đúng không? Anh to. À, ok, ok, ok. Anh Tâm lấy giáp không? Em đưa cho nè. Ok, giờ đủ rồi không? Em 7 miếng. Anh lấy đạn gì không? Nãy giờ có anh chưa loot thôi chứ em tụi em loot rồi. Vậy ý là nãy anh mới nhảy xuống mà anh... ồ chứ em tưởng anh loot đồ chứ được bây giờ mua Seriva nha, Seriva với lại